Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình BTH Công nghệ. Chào giới thiệu các sản phẩm về bộ phát wifi, thiết bị mạng, camera, hệ thống nhà thông minh. Trên tay mình hôm nay đang cầm chiếc sản phẩm EZ-Vit, camera EZ-Vit 20 1080 C1C của hãng EZ-Vit với da mắt. Đây, hộp chiếc EZ-Vit C1C 2.0. Một sản phẩm rất là nổi trên thị trường trong thời gian qua. Với hình ảnh đó là rất là hình ảnh 2.0, chất lượng hình ảnh 1080p và cài đặt thì rất là đơn giản, hình ảnh nét góc rộng và thiết kế thì rất là đẹp mắt, trông như cái một chiếc nấm này. Chúng ta cùng mở hộp của chiếc sản phẩm EZ-Vit C1C ra. Chiếc EZ-Vit 1080 này thì có khả năng kết nối wifi xem ở mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ thì nhớ lên đến 256 GB, có hỗ trợ tính năng đàm thoại nghe âm thanh hai chiều, góc rất là rộng, có khả năng đèn hồng ngoại ban đêm. Đây, bên trong của chiếc hãng sản phẩm EZ-Vit C1C 2.0. Dòng C1C 2.0 này là dòng camera mắt cố định các bạn nhé, không phải là quay 360 độ được. Đây, có hai chiếc hộp. Nhất là hộp bên này thì là chiếc camera của chúng ta này. Chiếc camera EZ-Vit C1C 2.0 20 này. Đây. Đây là chiếc model của nó này, hãng EZ-Vit này. Model là C1C này, CFDO này. Nguồn của nó là nguồn 5V này. Đây là số mạng ID cũng như là cái quét rồi để truy cập vào sản phẩm. Đây là cái mã dùng để check bảo hành trên hãng. Đây. Trông như một chiếc nấm này. Rất là nhỏ gọn nhưng mà nhãn thì bé nhưng mà rất là nét các bạn nhé, lưu ý. Nét lắm. Đây, sau đây là phía mặt đằng sau, đây là loa của sản phẩm này. Đây là khe cắm thẻ nhớ này, đây là khe cắm nguồn này. Đây, cái việc này các bạn có thể gập lên gập xuống thoải mái này, gập lên gập xuống này. Đây là cái nút reset của sản phẩm này. Đây, trông rất là nhỏ xinh. Về bên trong của chiếc hộp này thì nhất đó là gồm có một bộ sạc nguồn. Đây, bộ sạc nguồn của sản phẩm này. Thứ hai đó là một sách hướng dẫn sử dụng, rất là đơn giản thôi. Đây, EZ-Vit này, QR hướng dẫn sử dụng và cách cài đặt này, có cả ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh như các bạn truy cập. Đây, tất cả các ngôn ngữ này, Việt Nam, Thái Lan này. Đây, hãng EZ đây, ngôn ngữ tiếng Việt này, rất là chu đáo. Bộ sản phẩm này thì các bạn có thể lắp ở trong phòng ngủ này, gia đình này, hệ thống phòng khách này, trông trẻ này, rất là dễ. Nó rất là bé, xinh, lắp ở một góc bất kỳ trong gia đình, trong công ty thì quan sát rất là rộng, không phải to, nó không to cực kỳ để chiếm mất quá nhiều thời gian cũng như là thẩm mỹ, trông rất là đẹp. Đấy, bên trong của chiếc hộp thì gồm có một chiếc cốc sạc này, chiếc dây nguồn này và hai miếng đệm mút dính. Các bạn có thể dính trực tiếp lên tường, mình dính nó rất là dễ. Các bạn lắp đặt này không phải khoan bắn vít làm gì cả. Còn đây là một, nếu mà các bạn muốn cho nó chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ bắn vít nó lên, miếng sắt này lên. Thì cái chân đế của chiếc C1C này có chiếc 500 này, dính rất là chắc này. Các bạn lưu ý này. Đấy, dính rất là chắc các bạn nhé. Đấy, chỉ cần là như vậy thôi, nó dính chặt với nhau rồi. Đấy, dính rất là chắc cái chân đế sắt này. Còn nếu không thì các bạn chỉ cần dính miếng dính này vào trong chiếc chân đế này, các bạn gắn lên tường thế là được rồi. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách kết nối cũng như là cách cấu hình wifi cho một chiếc EZ-Vit vào một chiếc điện thoại thông minh. Khi mà cài đặt, các bạn mua về các bạn cài đặt, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải cấp nguồn cho bộ EZ-Vit này. Thì mình sẽ cấp nguồn của nó, mình sẽ cần một chiếc ổ điện, mình cắm nguồn và mình sẽ cắm vào đây. Các bạn lưu ý này, cắm nó vào trong phần này thì các bạn để bẻ nó lên thế này, các bạn cắm đúng chiều. Đấy, xong các bạn bẻ chân xuống thế là được. Đây, cái đèn báo của nó đây các bạn lưu ý này. Đây là cái mắt, cái ni lông bảo vệ mắt. Bây giờ các bạn sử dụng thì các bạn bỏ cái ni lông này ra thì nó sẽ nét hơn. Bỏ cả hai cái ni lông bên dưới và ni lông bên trên. Đấy. Sau khi cắm điện trong chiếc camera EZ-Vit này rồi, đây, thì chúng ta sẽ dùng một chiếc điện thoại smartphone. Các bạn sử dụng một chiếc điện thoại, các bạn sẽ tải cái phần mềm, đó là phần mềm EZ-Vit về giúp mình. Đây, các bạn vào trong điện thoại iPhone thì các bạn vào trong cửa hàng
Please use Easy Viz app for device Wi-Fi configuration. Đấy, chiếc camera nó đã báo là cài đặt Wi-Fi. Thì sau đây mình sẽ bấm vào cái mục Wi-Fi để mình tải cái phần mềm nó về đó. Mình sẽ tải cái phần mềm EZVIT về. Vào trong mục tìm kiếm các bạn gõ là EZVIT đây. Đúng cái chỗ EZVIT nha các bạn nhé. EZVIT này, trên cùng. Thì nó sẽ hiện ra cái EZVIT Việt Nam này. EZVIT. Thì các bạn nhận một trong hai cái. Mình lại tải EZVIT nó về. Các bạn nhận EZVIT đi. Cái nào cũng được. Chính của nó thì các bạn cứ ấn vào, các bạn có màn hình điện thoại các bạn chụp vào đây, chụp vào cái mã QR để sẽ hiển thị ra cái mã cái EZVIT. Đây, các bạn đợi nó tải phần mềm EZVIT này về. Đây, tải thành công rồi này. Bấm nó vào mở. Đây là cái giao diện chính của phần mềm EZVIT. Thì mình sẽ cài đặt. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào đăng ký này. Mình sẽ đăng ký đó là ngôn ngữ mình sẽ ở Việt Nam. Thì mình sẽ chọn cái lĩnh vực ngôn ngữ đó là Việt Nam, nước Việt Nam này, điều khoản này, đồng ý chấp nhận sử dụng này, đăng ký bằng số điện thoại hay bằng email, các bạn có cái gì thì đăng ký bằng cái đấy, mình sẽ sử dụng bằng số điện thoại cho nó nhanh. Không 3 4 9 6 9 9 7 5 0 đây. Đây mã của mình nó là 4006 này. 4006 này. Ok này. Mật khẩu này. Khẩu đó là. Mật khẩu các bạn đặt phải nhớ nhé. Đây, đăng ký tài khoản đã thành công rồi này. Tính năng đăng nhập bằng vân tay này. Đấy, các bạn đăng nhập bằng vân tay cũng được. Thì mình sẽ ấn nó vào đây, chạm nút trên màn hình. Thôi, không cần đăng nhập bằng vân tay. Thì các bạn có tiến hành như sau. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào nút cộng ở giữa màn hình này, cộng ở giữa màn hình, hoặc là các bạn bấm chữ cộng như này. Khi mà các bạn đã cài một con rồi thì nó sẽ hiển thị như này, nó không còn hiển thị ở giữa nữa. Các bạn sẽ bấm vào cộng thiết bị này. Nó sẽ yêu cầu là mã QR. Thì chúng ta sẽ lật ngược nó lên, chúng ta lấy cái mã QR của sản phẩm này. Điện thoại của mình nó mờ quá. Đấy, nó đã thêm cái mã QR thành công rồi các bạn nhé. Đây, nó sẽ yêu cầu cái đèn, đèn ở đây là đèn đèn sáng xanh chưa, thì các bạn sẽ ấn vào là kế tiếp này, duy trì này, kết nối nguồn điện và khởi động, đèn báo màu xanh này. Đây, hiện tại cái đèn màu xanh này, các bạn lưu ý này, nó nhấp nháy này, đèn báo màu xanh này, kế tiếp này, hãy đảm bảo thiết bị không có vật cản nào này. Ok, có wifi của mình này. Nhập đó là 9 con 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Đây, mình sẽ đợi cho nó đó là kế tiếp. Sau khi ứng dụng đây, trong cái đặt hãy kết nối với mật khẩu đã sao chép này, kết nối với wifi thiết bị của bạn này. Đây, tới đây thì chúng ta nhập cái wifi của mình vào. Thì nó sẽ yêu cầu đó là truy cập vào cái wifi của nó. Thì cái tiếp wifi của nó thì bạn ấn vào kết nối, thì nó tự động nó thoát ra ngoài. Thì các bạn sẽ nhấn vào đây.
các bạn nó sẽ nhấn yêu cầu là nhấn lâu, thì các bạn cứ nhấn nó vào đây, cái đặt tay nó nhấn vào đây thì nó yêu cầu là dán, ta sẽ kết nối đấy, nó kết nối cho các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ quay lại về cái EZVIT rồi đây, chúng ta thoát ra ngoài đấy, thì nó sẽ tiến hành nó cấu hình nhé, nó đang cấu hình này, nó chạy từ 10 đến 100%, các bạn đợi cho nó cấu hình xong à, nó chạy hết 100% này. Và trong quá trình này các bạn lưu ý là điện thì nó vẫn cắm vào nhé, cái đèn trên đèn xanh này nhấp Connected nháy đấy, to Wi-Fi, please wait. đấy camera nó báo camera à. Đây, cài đặt camera thành công các bạn, xem camera này. Phóng to thu nhỏ này. Góc rất là rộng, hình ảnh rất là nét. Thu được âm thanh đàm thoại hai chiều. Tới đây thì chúng ta mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối thành công rồi. Và khi mà dùng các bạn muốn giúp cài đặt thêm thì các bạn sẽ ấn vào trong nút cài đặt này. Âm thanh này, đèn trạng thái này, đèn hồng ngoại này, múi giờ này, các bạn chuyển về múi giờ của mình này. Và cái trạng thái lưu trữ này thì các bạn sẽ phải lắp thêm cái thẻ nhớ này vào. Khi mà có thẻ nhớ các bạn sẽ lắp thẻ nhớ này vào thì nó sẽ nhận thẻ nhớ đây. Thì các bạn bật công tắc nó lên là được thôi. Kết nối rất là nhanh, hình ảnh rất là đẹp, góc rộng, camera EZ Fit 1.